Dạ, cho con hỏi là vì nghiệp gì mà lại mang giới tính thứ ba ạ? Thưa với các em rằng, sinh ra đời mà con trai người ta gọi là bị gì? Con trai mà bị cái giới tính thứ ba người ta gọi là gì? Bị bóng hả? Bóng xà bang là bán xà bông. Là BD. Tiếng Anh gọi là gì? Gay hay lét? Gay. Con gái bị giới tính thứ ba gọi là gì? Lét. Lét. Có ít sao phải không? Thì như vậy bị cái nghiệp gì? Thưa với các em rằng, theo thống kê, cái số người mà bị gay hay lét sinh ra, cái số bị đó khi sinh ra chỉ có 3% là bị thôi. Có nghĩa là gì? Trong cái nhiễm sắc thể, trong quá trình mà hình thành các ADN, các nhiễm sắc thể, nó đã gì? Không theo quy trình của nó. Chỉ có gì? 3%. Còn lại 97% mà bị gay hay lét là do gì? Do bị nhiễm. Ví dụ thế này, con gái sống với con gái một thời gian dài, đi nắm tay nhau, ngủ ôm nhau, ví dụ trong số đó chỉ có một đứa bị và một đứa không bị, ở với nhau một thời gian nó lai với nhau, nó lai ghê lắm. Cái đó nó lai âm thầm, nó lai gọi là nó lai ẩn chứa và nó truyền bệnh rất là ghê. Dạ kiếm nè, cái số người mà bị lai thì chúng ta không nói. Có thể là gì? Có thể là chứ bây giờ mình đang yêu một anh nào đó, tự nhiên anh phản bội mình gì? Buồn quá. Hoặc mình yêu một cô nào đó, cô đó phản bội mình buồn quá, cho nên mình với một cái quan điểm là gì? Con gái không bao giờ mang hạnh phúc ta, chỉ có con trai mới mang hạnh phúc lại cho con trai mà thôi. Thế nè, đó là ví dụ thôi. Dần dà nó lai với nhau, và cái đó là bị giới tính thứ ba do gì? Do lây nhiễm. Các em kiểu nè, còn theo đạo Phật làm nguyên nhân gì mà sinh ra bị giới tính thứ ba? Nguyên nhân gì? Bây giờ nè, theo đạo Phật có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính đã là gì? Do cái nghiệp lực của đời quá khứ. Nghiệp lực của đời quá khứ. Và trong quá khứ mình tạo cái nghiệp gì? Tạo cái nghiệp gì để mà hiện tại bị như vậy? Thì trong kinh điển đạo Phật chưa thấy đề cập đấy, cũng có thể là sư đọc chưa đấy. Nhưng sư chỉ nhớ một lần Hòa Thượng Thích Tiên Hóa ở bên Mỹ, ngài nói thế này: những người bị giới tính thứ ba đó là những người mà ở thế giới Atula, ở thế giới Atula đầu thai xuống để phá hoại thế gian này. Đó là theo Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày nói như thế, là những người ở thế giới Atula đầu thai xuống để mà phá hoại thế giới này. Đó là Hòa Thượng nói. Còn trong đạo Phật thì sư có thể là sư chưa đọc đến, hay là lát nữa các sư lên pháp đàm với các em thì có sư nào biết đã đọc đấy thì chia sẻ với các em. Còn theo cái hiểu của sư á thì chỉ là như vậy. Nhưng mà sư nghĩ rằng á, trên cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta không bỏ được. Dạ kiếm nè, chỉ có điều mình có đủ khả năng để buông bỏ nó hay không. Người giới tính thứ ba cũng chưa hẳn đã là xấu. Dạ kiếm nè, giống như là gì? Con người sinh ra nó bị thiếu khuyết một tí vậy thôi. Người giới tính thứ ba cũng chưa hẳn là xấu. Người giới tính nam hoặc nữ cũng chưa hẳn đã là tốt. Tốt hay xấu đó là do hành nghiệp, do hành động, và cần phải biết mình đang làm gì và mình là ai, thế thôi. Các em kịp không nào? Cho nên vì vậy, nếu như các em nào rủi như đang ở trong tình cảnh mang giới tính thứ ba, mình phải xác định rằng giới tính của mình là do sinh ra mà có hay do lây nhiễm mà có. Dạ kiếm nè, sinh ra mà có thôi hay do lây nhiễm mà có? Những người do lây nhiễm mà có thì rất dễ đoạn trừ, chỉ cần chúng ta bỏ. Thế nè, còn do sinh ra mà có thì người này chúng ta cần phải xác định được rằng cái nghiệp lực của mình nó là như vậy.
thế nào, mới mang cái nghiệp đó. Cho nên vì vậy mình nỗ lực sống, sống với cả tấm lòng, sống với sự nỗ lực hết sức, thì chính sự nỗ lực của mình thì xã hội sẽ nhìn nhận mình theo một phương diện khác. Đó là cái ý của sư là vậy. Mình nghe rằng chủ đề của khóa tu là gì? À, đạo Phật và tuổi trẻ. Như vậy đạo Phật là gì? Phải giải quyết được cái tiêu đề của khóa tu. Không biết là các thầy đã dạy các em chưa? Dạy rồi mà quên nha. Rồi mời bạn. Theo con á, đạo Phật là gì? Mô Phật. Thưa thầy, theo con biết thì đạo Phật là một cái con đường, một triết lý sống mà Phật đã tìm ra để mọi người theo đó mà tìm nên cái sự giải thoát về cái tâm hồn. Đạo Phật là một con đường, một triết lý sống, từ đó con người ta đi theo để giải thoát khỏi khổ đau của tâm hồn. Đó là một ý kiến. Ý kiến thứ hai. Nào, em nào cứ mạnh dạn đi, mình tuổi trẻ mà. Ngoài ý kiến bạn đó ra, còn các em đây ai ý kiến khác không? Có đưa ý kiến chứ còn vuốt tóc làm chưa hết hồn. Có đưa thẳng tay, còn không đưa thôi chứ vuốt tóc chưa hết hồn. Đạo là gì? Phật là gì? Thế nào? Mình phải định nghĩa được đạo là gì và Phật là gì. Thì sau đấy mình mới tìm được ra được một cái đáp án đạo Phật là gì. Các em kiểm nè. Trong tác phẩm Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Ngài có định nghĩa chữ đạo như sau. Đạo có ba nghĩa. Thứ nhất, theo Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trong tác phẩm Phật học phổ thông, đạo có ba nghĩa. Thứ nhất, đạo là con đường. Và kiểm nè, ví dụ như đường mình đi, người ta gọi là gì? Là đạo lộ. Đạo cũng là đường, mà lộ cũng là đường. Cho đây ví dụ như con đường mình đi gọi là đạo. Ví dụ như cảnh sống của chúng sinh trong đạo Phật thì cho rằng chúng sinh sẽ luân hồi trong mấy đường. Trong mấy đường? Trong sáu đường ấy gọi là lục đạo luân hồi. Cái nghĩa nè, thứ nhất là gì? Cõi trời. Thứ hai là Atula. Thứ ba là người. Thứ tư là súc sinh. Thứ năm là ngạ quỷ. Và thứ sáu là gì? Là địa ngục. Cái nghĩa nè, thì như vậy đạo ấy là con đường. Nghĩa thứ hai mà Hòa Thượng đã định nghĩa ở trong Phật học phổ thông, đạo là gì? Các em đọc sách đó chưa? Thứ nhất là con đường. Thứ hai là gì? Thứ hai là bổn phận. Thứ hai là bổn phận. Ví dụ vợ đối với chồng thì người ta gọi là đạo gì? Đạo gì? Đạo vợ chồng. Chồng đối với vợ gọi là đạo gì? Đạo chồng vợ. Vợ đối với chồng thì đạo vợ chồng, mà chồng đối với vợ thì đạo chồng vợ. Con đối với cha mẹ thì gọi là đạo gì? Đạo làm con. Cha mẹ đối với con thì gọi là đạo gì? Đạo làm cha mẹ. Học trò đối với thầy thì gọi là đạo gì? Đạo làm trò. Còn thầy đối với trò gọi là đạo gì? Đạo làm thầy. Còn nếu như mà thấy cái điện thoại người ta để đó, mình rình mình lấy thì gọi là đạo gì? Đạo tặc. Cái đạo đó không có trong chữ đạo này. Đạo tặc là đạo ăn trộm. Thì như vậy đạo là gì? Đạo là bổn phận. Nghĩa thứ ba. Nghĩa thứ ba, đạo đó là chân lý tuyệt đối. Thế nào là chân lý tuyệt đối?
Chân lý tuyệt đối đó là những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy đó là những lời dạy bất di và bất dịch, không gì có thể thay đổi được. Dù vật có đổi, sao có dời, dù cho quả đất này có nổ tung đi chăng nữa, những chân lý Đức Phật dạy muôn đời vẫn không thay đổi. Đức Phật đã dạy những gì? Ví dụ, một trong những ví dụ đơn giản, ví dụ Đức Phật dạy về tứ diệu đế. Không biết các em nghe cái từ tiếng tứ diệu đế chưa? Thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, và thứ tư là đạo đế. Khổ là những cái nỗi khổ mà con người ta đều phải gánh phải. Nà, thứ hai là gì? Tập đế. Tập đế là nguyên nhân của khổ. Ngoài nguyên nhân này ra không còn bất kỳ một cái nguyên nhân nào khác. Vì sao chúng ta khổ? Vì sao chúng ta khổ? Bây giờ các em ngồi đây có khổ không? Có ai đang khổ không nè? À, sao cô khổ con? Hả? À, ngồi đau chân khổ. Cái khổ này chưa phải là cái khổ của đạo Phật. Khổ của đạo Phật vì sao khổ nè? Trong này có ai gia đình Phật tử không? Có ai gia đình Phật tử không? Ai gia đình Phật tử đưa tay thì coi. Mạnh dạn đi, mạnh dạn đi. Ai đi gia đình Phật tử đưa tay thẳng sư coi, bởi vì ngày xưa sư cũng gia đình Phật tử mà. Thế nào? Ngày xưa sư cũng hát líu lo dây thân ái vậy đó, à, lan rộng muôn nhà. Thì như vậy, vì sao đạo Phật nói là gì? Là khổ. Nhiều khi chúng ta nghe thế này, à, chúng ta học Phật, nghe người ta nói rằng đạo Phật nói rằng cuộc đời là khổ. Có phải cuộc đời là khổ không? Có phải là cuộc đời là khổ không? Bây giờ các em ngồi suy nghĩ cuộc đời có khổ không? Có không? Không hề. Sai rồi cưng ơi. Đức Phật không bao giờ nói cuộc đời là khổ. Kiểm nè. Không bao giờ nói. Ví dụ bây giờ đây, mình đang ngồi mình tu có phải là cuộc đời không? Có phải là cuộc đời không? Có. Nhưng bây giờ mình đang ngồi tu an lạc hay là khổ? An lạc phải không nè? Nếu đã khổ thì đã không ngồi đây rồi. Dạ kịp không nè? Mình ngồi tu an lạc, rồi bạn bè vui với nhau, thầy trò vui với nhau, đúng không nè? Ở nhà thì gì? Cha mẹ con cái thương yêu nhau, vui vẻ với nhau, có khổ không? Không. Ở chùa, thầy trò thương nhau, bạn bè thương nhau, có khổ không? Không. Chỉ có điều dạy sớm thì hơi vất vả thôi, chứ không có khổ, phải không nè? Dạy sớm thì hơi vất vả nè, nhưng mà cũng không sớm lắm đâu nè. Tại sao Đức Phật nó khổ? Các em gia đình tử phải nghe rõ nè. Đức Phật nó khổ bởi vì con người ta phải chịu 8 nỗi khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà phải xa lìa nhau là khổ, ghét nhau mà ở gần nhau là khổ, cầu muốn không được là khổ, và chấp thủ vào năm ấm là khổ. Đức Phật dạy khổ trong 8 phương diện đó. Kịp không nào? Cho nên rằng nói rằng đạo Phật nó khổ. Đạo Phật không nói cuộc đời là khổ nha. Bởi vì gì? Lìa xa thế gian này không tìm được sự giải thoát ở bất kỳ một nơi nào cả. Giải thoát ở đâu? Ở trong thế gian này. Các em kiểm nè. Cho nên vì vậy, nếu nói rằng đạo Phật nó khổ là khổ trong 8 phương diện. Kịp không nào? Trong 8 phạm trù của cuộc sống. Đó là gì? Sinh, già, bệnh, chết. Dạ kiểu nè, 4 cái đó là khổ. Cầu muốn không được là khổ. Thương nhau mà phải ở gần nhau là khổ. À xin lỗi, thương nhau phải gì? Xa lìa nhau là khổ. Ghét nhau mà ở gần nhau là khổ. Và chấp vào năm ấm này là khổ. Cái chữ năm ấm thì nó về thuật ngữ của đạo Phật. Thấy nè. Thì như vậy, đạo Phật chỉ dạy về chân lý. Đó là chân lý tuyệt đối. Bây giờ có ai nói sinh là sướng không? Ai nói sinh là sướng? Chúng ta ngồi đây, chúng ta chưa sinh. Thấy nè. Chúng ta chưa sinh.
và con trai, đặc biệt là như sư thì né vợ sinh. Vĩnh viễn không bao giờ, không bao giờ được sinh. Thế như vậy, chúng ta chưa từng biết được sinh là khổ thế nào, nhưng một đứa bé chào đời, có đứa bé nào nó cười không? Có đứa bé nào chào đời cười hà hà không? Không. Ngay cả chúng ta chào đời, câu hello đầu tiên cuộc đời đó là câu gì? Phải không nè? Có phải chúng ta hello cuộc đời bằng cái gì? Bằng cái... Nếu chúng ta mà không gì? Không... Thì người ta làm như vậy? Bếp, bếp cho mình. Phải không nè? Xin thưa rằng câu đầu tiên mà chúng ta hé lô cuộc đời đó là gì? Tiếng khóc. Mà tiếng khóc mà khóc ế, ế, khóc đó là khóc của niềm vui hay hạnh phúc? Khóc đó có niềm vui hạnh phúc? Dạ xin thưa, hạnh phúc cha mẹ hạnh phúc, chứ còn chúng ta không hạnh phúc. Vì sao? Tiếng khóc đấy là tiếng khóc mà gọi là gì? Khổ quá, khổ quá. Nè, cho nên cái tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời là nói gì? Khổ quá, khổ quá. Sinh là gì? Là khổ. Người bị sinh cũng khổ mà người được sinh cũng cũng khổ. Các em kịp không nè? Rồi, bệnh là khổ. Có ai bệnh sướng không? Bây giờ ai nói là bệnh là sướng nè? Bệnh là khổ phải không nè? À, bệnh là khổ. Bây giờ bệnh là khổ, bây giờ chúng ta xem thử, bà chúng ta nhà bệnh có khổ không? Có. Rồi cha mẹ chúng ta bệnh có khổ không? Có. Rồi bản thân chúng ta bệnh có khổ không? Có. Phải không nè? Ví dụ như sư, điển hình như sư, cách đây 4 ngày, ngày 17 tháng 6, hôm nay 21 tháng 6 đúng không? Cái nghiệp nó chiêu cảm, các em biết nè, nói cho cách nói của cụ Nguyễn Du là gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lãng trời gần trời trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đó là câu mở đầu của truyện Kiều, phải không nè? Dạ xin thưa, nói về truyện Kiều thì là vô tận thôi nè. Thì sư đang đi như vậy, bỗng nhiên thế nè, bỗng nhiên đang chạy xe đến cái ngôi nhà to nhất của cái trên cái đường tỉnh lộ 8 ở Củ Chi. Đến đó không biết làm sao, sư đang chạy xe, chiếc xe nó tắt máy, đạp không nổ, đè không nổ, và các em biết làm gì không? Tấp vô lề, bắt đầu đạp, nó cũng chẳng nổ, đạp nó mà nó không nổ. Thế là bỗng nhiên lúc bây giờ đạp được hai cái, ông chủ nhà ông đi về, ông mở cánh cổng, cánh cổng vừa hé ra, chuyện gì xảy ra các em biết không? Ghê lắm. Nè, nghe nè. Lúc bấy giờ trời không mưa, trời đang nắng và trời còn rất sáng. 5 giờ chiều thôi. Trời không mưa, chứ không phải trời mưa như tối hôm qua. Trời mưa như tối hôm qua là có sấm sét, mà sấm sét là đùng đùng. Tỉnh. Ông chủ nhà vừa mở cánh cổng ra, cái cổng nó kêu cái kiếp. Bỗng nhiên một chú chó lai đức, nó cao như thế này, nó từ trong cổng nó xúc chạy ra, nó có phập vô đài của sư. Nó làm có phập xong nó chạy vô, xong chuyện cái là sư bị chó cắn. Vui không? Chó cắn đến bây giờ sư cũng chưa dám chích ngừa. Thứ nhất, mỗi lần chích ngừa, thuốc chích ngừa rất nóng, sư chưa dám chích. Và sư chờ thử, trong vòng 10 ngày mà con chó nó không chết, có nghĩa là sư còn sống. Mà trong từ đây đến 10 ngày mà con chó nó chết là coi như là sư phải đi chích huyết thanh, chứ không là sư sẽ chết. Nè. Và đương nhiên đó là cái chiêu cảm của cái gì? Cái nghiệp. Tại làm sao xe nó không chết chỗ nào mà chết ngay cái chỗ đó? Tại làm sao ông chủ ông không về lúc nào mà về ngay cái chỗ mà xe sư đang chết? Kem kiểm nè. Cho nên đó là nghiệp lực chiêu cảm và không oán trách. Và sư đã nói, sư đi rồi, nặng máu xong rồi, sư nhìn thẳng con chó, sư nói thế này: hello bạn. Nè,
Và xin nói với bạn một câu rằng goodbye my love. Tôi đã trả cho bạn một cái mối nợ mà tôi đã gai với bạn. Tôi đã gai với bạn từ gì? Có thể là kiếp trước và vô lượng kiếp về trước. Và từ đây về sau, tôi với bạn không ai thù ai. Cho đến mức độ thân của tôi không thể sống được, tôi cũng không oán trách bạn bất kỳ một câu nào. Bởi vì tôi vui vẻ rằng tôi đã trả xong món nợ đối với bạn. Cái chỗ này đông người quá, trong đông là sư dở cho coi. Nó cắt sâu lắm, nó cắn cả hai hàm luôn mà. Rất là đặc biệt. Giờ gọi là ấn tượng muôn đời. Đến bây giờ, thưa với các em rằng, nó vẫn có cảm giác nhức nhức. Đó nè, nhức nhức. Và mỗi lần ngồi xếp bằng thì nó cảm giác gì? Đau nhiều hơn. Cái đó phải là khổ không? Đó là khổ. Đó nè, đơn giản ví dụ như các em đau răng có khổ không? Úi chú cha ơi, đau gì không cho bạn đau răng đúng không? Đau răng là khổ. Đau đầu có khổ không? Nhiều khi chúng ta bị vô duyên lắm nha. Gọi là vé ri vô duyên, nhưng phải vô duyên bình thường đâu. Nè, đau răng quá, nói gì? Chú cha ước gì đau đầu cho nó khỏe, đau răng cực quá, đúng không? Đau đầu, ước gì đau chân cho khỏe, chứ đau đầu cực quá, có phải không nè? Và nhớ rằng, bạn ước liên tục là coi chừng đến một lúc nào nó đau tất cần tật á. Nè, cho nên vì vậy, nguyên nhân của khổ là gì? Bệnh là khổ. Già có khổ không? Già có khổ không? Bây giờ các em khỏe nè, các em nhảy cà tưng như con chim mía. Dễ không nè? Dễ. Thế nè, hồi tối múa sung quá mờ. Thế nè, có đội nào mà lên nguyên đội múa. Ui dê. Múa rất là sung. Nhưng mà xin thưa các em, bà các em 80 có múa được không? Có múa được như các em không? Gớm làm gì múa được, phải không nè? Già đi rung rung lộn khộn làm gì múa được. Thế như vậy già là sướng hay khổ? Khổ hay sướng? Khổ, phải không nè? Nhiều khi các em ngồi đây, đặc biệt là con gái, sợ nhất cái gì? Sợ nhất cái gì? Con gái sợ nhất cái gì? Nói sư nghe coi. Xấu. Con gái sợ xấu. Tôi sợ gì nữa? Hay là sợ em còn hơi chị. Giống như chị kia, em sợ xấu. Em sợ xấu. Và cái một cái mà con người ta làm sao nó xấu? Bởi vì nó già cho nên nó xấu. Bây giờ mình còn trẻ nè, mặt mày căng đét như thế nè, da mịn màng, bỗng nhiên một ngày nọ thức dậy, mở mắt kiếp ra, đứng trước gương soi thế này, trời ơi, mấy cái bụt nhọt, bụt bọc ở đâu mà nó mọc thế này? Bắt đầu là cảm giác gì? No nắng, phải không nè? Lúc bấy giờ là chúng ta bắt đầu có cảm giác gì? Họ lo tinh lắng, gọi là lo lắng. Và chưa đến một lúc nào đó, tự nhiên cái vết chân chim nó gì? Nó hằn sâu vào mắt, trán thì nhăn nheo như biển luân hồi. Dạ kịp không nè? Lúc bấy giờ lưng thì lộn khộn, tay chân thì nhăn nheo, lúc bấy giờ có sợ không? Có khổ không? Đó là lý do mà các chị đi chụp hình đều dùng chế độ 62, B62, phải không nè? Có biết chế độ B62 không? Chế độ B62. Trời ơi, nó đen thui, nó đen như cục than vậy đó. Nó xấu ơi là xấu. Nhưng mà chỉ cần gì? Thò vô túi, móc cái sờ mắt quân ra. Biết cái sờ mắt quân không? Sờ vào túi, mắt cái quân này gọi là sờ mắt quân. Sư không biết tiếng Anh, đọc là sờ mắt quân. Nè, móc vô, sư có cái iPhone X. Móc ra. Đấy, iPhone X của sư. Móc ra xong rồi chỉnh sang chế độ B.62. Thế nè, muốn làm kiểu gì cũng làm là mới kịch một cái là gì? Trời ơi, nó đẹp nung ninh nọng nải, phải không nè?
Xin lỗi các em, nhiều khi chụp xong rồi nhìn lại u chú cho cái con nào chứ đâu phải là con này. Phải không nào? Cái con đẹp quá mà. À, cho nên vì vậy á, con người ta rất sợ gì? Rất sợ già, bởi vì già đồng nghĩa với xạo. Mà xấu thì đồng nghĩa với cái gì? Không tự tin. Phải không nào? À, già thì đồng nghĩa với xấu, mà xấu thì không tự tin. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Già là khổ. Thưa với các em, cái người già họ cô đơn lắm. Bây giờ sư nói các em nghe này. Sư cứ những tưởng thế này. Các em cứ những tưởng thế này, một ngày nọ mình già mình nằm một chỗ. Cái sư cứ nhiều khi sư suy nghĩ như vậy, tiêu cực. Đúng là tiêu cực, nhưng mà có những cái suy nghĩ để mình nỗ lực cho hiện tại. Thế nào? Già nằm một chỗ, 6 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi bắt là trời bắt đầu gì? Tối rồi đó nè. Con cái thì làm chưa về, mình nằm một chỗ, đèn thì bật không được, tối thui thui. Và bắt đầu nghe gì? Nghe mũi nó vo ve, trời ơi, cảnh nó chịu nổi không? Cảnh chịu nổi không? Cảnh chịu không nổi trong chuyện đơn giản thôi. Nó, chưa nói chi các em ở nhà, các em thấy là có bà mà có mẹ hay là có ông mà nằm một chỗ đó. Các em thấy cái cảnh đó chưa? Có ai chứng kiến cái cảnh người già nằm một chỗ chưa? Dạ. Cái biết nằm một chỗ đến mức độ mà cái lưng gì? Nó lở loét ra. Thấy chưa? Chưa kể chi trong cái chỗ lở loét nó bắt đầu gì? Dòi bắt đầu nó nhúc nó bò ra, con nào con nấy nó một trắng một khúc thế này, mà trắng nõn nà nó bằng cái chiếc đũa con rồi đó. Mà không biết từ đâu trong đó mà nó bò ra kinh khủng như vậy. Như vậy có đó là sướng hay khổ? Khổ, muốn sống không được mà muốn chết cũng không. Không sống. Cho nên trong cuộc đời của mình, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết có khổ không? Ai nói chết là sướng đâu? Cái cảnh chết là gì? Bây giờ đang ở với con cháu vui vẻ như vậy, chết một cái là ra ở đâu nằm? À, ra nghĩa địa nằm, trời ơi nó buồn heo hút, tối không có một cái đèn leo lét nào, trời mưa bụp 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 bụp, nằm dưới đó là mà đếm giọt mưa phải không nà? Bây giờ các em lấy cho mình cho có thể lấy ra không? Dạ. Lấy ra cho tôi đi bên hở qua cho tôi nghiệp lắm. Chứ sư đi cái này là không tội nghiệp lắm. Tôi nhanh lấy con, nhanh con. Vì sao con ghét? Vì nó dịch vụ. À vì nó dịch vụ đúng không? Em cho biết, sư biết tuổi trẻ là gì? Định nghĩa tuổi trẻ là gì? Dạ, tuổi trẻ là một độ tuổi mà ở đó tinh thần và sức khỏe của con người đạt ở mức tốt nhất. Tinh thần và sức khỏe đạt đến tốt nhất. Ví dụ bây giờ đây, sư sinh năm 1982, năm nay sư 38 tuổi. Đến giờ phút này, sư cảm nhận rằng tinh thần sư rất là tốt. Sức khỏe cũng chưa bệnh gì, chỉ bị chó cắn cách đây 4 ngày. À. Thì như vậy, sư có được gọi là tuổi trẻ hay không? Nếu cách định nghĩa của con là cái giai đoạn mà tinh thần và sức khỏe tốt nhất. Thế nào? Bây giờ tinh thần sư rất tốt, tốt lắm. Sức khỏe rất tốt. Thế nào? Thế nào, sư chạy từ dưới Vĩnh Long lên đây là chạy một mạch ọt lên đây chỉ ghé đổ xăng 2 lần. Nè, như vậy là hết 300 mấy chục cây. Như vậy sức khỏe sư có tốt không? Sư nghĩ là tốt.
Nè, thì như vậy sẽ có được gọi là tuổi trẻ không? Đó, nè. Thưa các em rằng, tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là tuổi mà tinh thần và sức khỏe nằm ở đỉnh điểm. Theo cách nói định nghĩa của bạn này, đó là tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta là tuổi trẻ hay bà già? Hay ông già? Tuổi trẻ mà lưng thế này là già hay trẻ? Lưng mà ngồi cong thế này là già hay trẻ? Nói suy nghe coi. Tự trả lời đi. Lưng mà ngồi khòm là người già hay người trẻ? Người già. Bây giờ chúng ta trẻ hay già? À, trẻ thì tự nhiên các bạn sẽ tự chỉnh sửa, chứ không nói nhiều, được chứ nè. Rồi. Nhiều người trẻ không bao giờ biết mình là người trẻ, mà luôn luôn muốn mình trở thành một người già, một bà lão, ông cụ. Tuổi thì có thể là gì? Còn trẻ lắm. Tuổi thì còn trẻ lắm, nhưng tinh thần là gì? Bạc nhược. Bây giờ ví dụ như những người trẻ mới 17, 18 tuổi, cái bóng đèn nó cháy. Cha ơi cha, thay giùm cho con cái bóng đèn. Trẻ hay già? Người đó là trẻ hay già? Già rồi con à. Nhớ kiểu nè, đó là già rồi. Cho nên tuổi trẻ là gì? Là tuổi có sức khỏe, là cái giai đoạn mà trí tuệ gì tột cùng. Cho nên bây giờ những người bạn trẻ, khi các em về ngồi đây thì không nói gì. Không tin nhiều người bạn trẻ đi học về, việc đầu tiên là gì? Nghe nè, không khéo trở thành người già. Đi học về, việc đầu tiên là gì? Cầm cái cặp, quăng cái dèo. Đây không quăng được. Nè, cầm cái cặp làm gì? Quăng cái dèo, rồi. Quăng cái cặp xong làm gì? Gàng, đây đây, không đã ví dụ thầy. Cô xin lỗi thầy. Tiếp theo làm gì? Chụp cái sờ mắt phone liền, cái iPhone X liền. Đây nè, bắt đầu ngồi gì? Bấm đến mấy giờ? Thưa với các em là bấm liên tục. Bấm đến khi nào mẹ nó ăn cơm đi học buổi chiều con. Lúc bây giờ có chịu buông chưa? Chưa. Chân thì đi mà nhiều kiều khi vừa đi vừa gì? Vừa cầm. Như vậy đó là tuổi trẻ hay người già? Người già mất rồi. Thế nè, đó là tuổi già rồi. Nhiều khi thưa với các em, các em sống ở nhà, nó vô tâm đến mức độ gọi là không tưởng. Bây giờ nhiều em đi học về, quăng cái cặp đó. Cha làm gì thì mượt cha, mẹ làm gì thì mượt mẹ. Nhiều khi cũng chẳng thay bộ đồ, ba vô ôm cái gì? Ôm cái điện thoại, rồi bấm. Cũng chẳng quan tâm ai, chẳng hỏi an ai. Và hầu như rằng bây giờ người ta sống theo thế giới của cái smartphone. Kịp không nè? Và bây giờ cũng vậy. Ngày xưa tuổi như các em, các sư gặp nhau, bạn bè gặp nhau là làm gì? Đá banh. À, đánh banh. Nhảy xuống hồ tắm. Đi ăn trộm xoài. Chiêu nào chưa cũng có. À, lạ kỳ. Tường cao 2 mét, bình thường nhảy không qua. Ăn trộm xoài, chó đuổi chạy qua. Rất tài ba. Lúc đó không biết mãnh lực gì nhảy qua được tường 2 mét. Rất là giỏi. Cái thời sư tuổi trẻ là vậy. Còn bây giờ các em gặp nhau ở quán nước, gặp nhau quán nước và có nói chuyện với nhau không? Không, mỗi người rút cái điện thoại ra bấm 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 bấm, uống nước đi. Bấm 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 bấm, uống nước đi. Bấm bấm bấm, uống nước đi. Và hầu như chỉ có cái từ gì? Uống nước đi. Hãy. Bây giờ cha mẹ với con cái cũng như thế, có phải không? Cha thì có cái điện thoại của cha, mẹ thì có cái điện thoại của mẹ, con thì có điện thoại của con. Và hầu như rằng chẳng ai nói với nhau một câu nào. Tối cha ngồi ở salon, mẹ ngồi ở trong giường, con ngồi ở trong phòng. Và hầu như đó là ba thế giới biệt lập trong một căn nhà mà chúng ta sai thành ba cái ốc đảo. Kịp không nào? Cho nên vì vậy, chính cái điện thoại nó đã phá nát đi cái hạnh phúc gia đình của chúng ta.
mà chúng ta không biết. Đặc biệt các em nhỏ, bây giờ người ta dạy con mà suy nghĩ rằng không còn cái bài hát ầu ơ dí dầu, cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gành khó đi. Thế nào? Khó đi mẹ dắt con đi không được mẹ đi một mình. Cái đó là sư nói đó. Còn bây giờ những người mẹ ru con, các em thấy rồi đâu nè, những người mẹ trẻ ru con bằng cái gì? Bằng cái điện thoại. Nó vừa khóc một cái là gì? Quăng cho nó cái điện thoại, nó lên đi đó nó chơi. Mà những đứa bé bé mới 3 tuổi nó mở điện thoại rất là tài tình. Thế nè, nó biết chỗ nào có nhạc, chỗ nào có game, chỗ nào có trò chơi, chỗ nào có Doraemon, chỗ nào có Tom và Jerry. Nó biết rất là rõ. Kịp không nè? Cho nên vì vậy, những người mẹ, những người cha mà dạy con bằng cái điện thoại thì sau này nó lớn lên, nó nghiện cái điện thoại là do ai? Do ai? Đúng rồi, cha mẹ dạy con mà dạy bằng cái điện thoại, sau này con nó nghiện cái điện thoại, đó là lỗi của cha và suy nghĩ là vậy. Cho kiếm nè. Cho nên vì vậy các em ngồi đây nè, nếu như sau này các em không đi tu như là các sư thì các em cũng sẽ được làm cha, sẽ được làm mẹ. Nên nhớ rằng cái thời các em làm cha làm mẹ không chỉ là cái thời đại của 4G nữa đâu, mà có thể lúc đó thời đại lúc bây giờ là mười mấy G rồi. Kịp không nè? Mười mấy G rồi. Cho nên vì vậy các em phải đào tạo ra một cái thế hệ, mà thế hệ đó được huân đúc từ nơi cái tuổi trẻ bây giờ các em đang sống. Bây giờ các em sống có lý tưởng nè, sống có lý tưởng thì tương lai các em sẽ có hạnh phúc. Mà các em sống không có lý tưởng thì các em đang giết chết tương lai. Dẫu biết rằng học mà không chơi thì là gì? À, đánh rơi tuổi trẻ, đọc cái vé thứ hai. Chơi mà không học, bán rẻ tương lai. Bây giờ chọn cái nào? À, vừa học mà chơi. Chơi cái gì đi con? Chơi cái gì đây? Nè, cho nên như nói rằng học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi mà không học là bán rẻ tương lai. Tuổi trẻ là phải gì? Học và chơi. Đừng bao giờ chơi và học. Kiểm nè, học nhiều hơn hay là chơi nhiều hơn? Đấy. Cho nên sư nói rằng bây giờ các em ngồi đây, em nào đã từng chơi game rồi đưa tay sư coi. Rồi cảm ơn, bỏ tay xuống. Bình thường thôi. Game tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Sư à, theo sư game không xấu. Không, đấy sư nói thật, game không xấu. Nhưng xài nó như thế nào mới là xấu? Kịp không? Bây giờ cái điện thoại xấu hay tốt? Nó chỉ là một cái vật chất với giá trị tùy thuộc theo cái vật chất đó. Nó chỉ là một loại vật chất. Kịp không nào? Nhưng chúng ta sử dụng nó như thế nào để có tác dụng hay là gì? Hay là hại? Đó là gì? Đó là việc của ta. Các em kịp không nào? Bây giờ sư nói thế này, con dao tốt hay xấu? Con dao á, tốt hay xấu? Biết con dao không? Biết. Con dao tốt hay xấu? Tốt. Cũng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Ví dụ như má chúng ta mà cầm con dao là chuyện gì xảy ra? Sẽ có một bữa ăn ngon lành thịnh soạn, phải không nè? Ba chúng ta mà cầm con dao, nghe nè, ba chúng ta mà cầm con dao thì có thể tạo ra của cải vật chất. Kịp không nè? Chúng ta cầm con dao thì có thể cắt đôi trái xoài. Nhưng em bé 4-5 tuổi cầm con dao đó là mối hại. Một tay tướng cướp mà cầm con dao có thể là giết người. Cho nên con dao chỉ là một vật chất. Vấn đề bên trong là sử dụng con dao đó như thế nào? Kịp không nào? Game chỉ là một loại vật chất. Chúng ta sử dụng nó, ví dụ như một ngày học mệt mỏi, tối về
các em dành 10 phút ra chơi một cái trò game, xem như rằng nghe một bài nhạc, xem một bộ phim hay là chơi một cái trò game, thì như vậy có hại hay có lợi? Vô hại, kịp không nè? Vô hại. Nhưng nếu như một người nào đó mà vùi đầu trong quán game từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng hôm sau, đó là lợi hay hại? Đó là hại. Các em kịp không nè? Chỉ có điều chúng ta làm chủ được nó hay không. Đó nè. Cho nên nhớ nè, bạn đừng bao giờ để vật chất làm chủ bạn, mà bạn phải làm chủ vật chất. Nghe kiểm nè, nghe nè. Bạn đừng bao giờ để vật chất làm chủ bạn, mà bạn phải làm chủ vật chất. Đơn giản, nó là chủ ta, nó là chủ mình, hai mình là chủ nó. Hả? Nó nè, cái iPhone X nè, nó nè là chủ mình, hai mình là chủ nó. Đài nhớ, nếu như để nó là chủ mình là mình là kẻ nô lệ không công và trung thành cho nó. Còn mình là chủ nó thì mình phải bắt nó điều làm gì? Làm việc có lợi ích cho mình. Các em kịp không nè? Cho nên sử dụng vật chất phải sử dụng một cách thông minh như thế. Đừng bao giờ biến mình thành một kẻ vô tâm, biến thành một kẻ vô tình, biến mình thành một cái kẻ gọi là vô ý thức. Kịp không nè? Tuổi trẻ thì phải xác định, xác định được cái mà tương lai của mình là cái gì, lý tưởng của mình là cái gì, mục đích của mình là cái gì. Đó là tuổi trẻ. Các em kiểm nè. Cho nên khi về khóa tu mùa hè tại đây, các em mới xác định được tương lai, mục đích và lý tưởng của tuổi trẻ. Bây giờ tương lai các em được xác định lên cái gì? Bây giờ các em cho sư biết tương lai các em được xác định lên cái gì? Tương lai, tương lai được xác định lên cái gì? Xác định tương lai trên phương diện gì? Các em có tương lai không? Có hoài bão không? Có ước muốn không? Có. Và xác định tương lai trên ước muốn và hoài bão. Kịp không nè? Không có ước muốn, không có hoài bão thì sẽ không có tương lai. Kịp không nè? Bây giờ đây sư nói thế này, nhiều khi mình chôn vùi tương lai của mình ở trong những cái công nghệ hoặc là những cái việc làm không tốt. Thế nè, ví dụ những người bạn gái chôn vùi tương lai của mình trong một cái tình yêu nhăng nhít, đó là gì? Đang giết chết tương lai. Kịp không nè? À, chúng ta có quyền say nắng, chúng ta có quyền dính thính, chúng ta có quyền bị xét đánh. Kịp không nè? Nhưng chúng ta không có quyền cho mình được chết. Kịp ý sư nè? Cho nên ngồi đây, ai đã từng bị xét đánh rồi, sư xin chúc mừng. Vỗ tay chúc mừng mà. Ai đã từng bị xét đánh liên tục mà không chết, sư xin chúc mừng. Ai mà bị sét đánh một lần mà chết ngủm, sư thành thật chia buồn. Ai mà bị sét cùng chiều đánh, cùng giáo đánh, sư không biết nói gì cả. Biết sét cùng giáo không? Biết sét cùng giáo không? À, sét cùng giáo có nghĩa là nó không trái giáo. Học rồi. À, nam châm bước sắc, trái giáo nhau là gì? Hút nhau, mà cùng giáo nhau là đãi nhau. Bây giờ chúng ta là cùng giáo hay trái giáo? Nếu như chúng ta nè, đây, bây giờ chúng ta chọn thử là chúng ta cùng giáo hay trái giáo.
cùng giáo hay trái giáo? À, như vậy hai đứa này là trái giáo hay cùng giáo? Nếu như chúng nó gặp nhau đánh đùng đùng như vậy, đúng hay sai? Đúng. Bởi vì gì? Lại giống hữu tình mà. Giải kiếm nè. Chỉ sợ là gì? Chỉ sợ là mình nè, một nè, mình không bị đánh bởi vì cái hai, mà mình đánh bởi vì cái một. Phải, đó mới là nguy hiểm. Kịp ý sư không? Nên vì vậy thưa với các em nè, chuyện mà bị xét đánh bình thường phải không? Nhưng đừng bao giờ để cuộc đời của mình bị đánh một lần mà chết lụm. Kịp không nè? Cho nên vì vậy, chuyện tình yêu, chuyện tình thương, sư nghĩ đó là bình thường đối với tuổi trẻ, phải không? Nhưng yêu như thế nào, thương như thế nào, đó mới là vấn đề đáng nói. Các em học truyện Kiều đâu đúng không? Ai học truyện Kiều là đưa tay coi. Rồi, cảm ơn lớp 8 không? Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Văn, Mai Cốt Cách, Tuyết Tinh Thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn, vẹn mười. Nè, đó là Thúy, đó là chị em Thúy Kiều. Thì thưa với các em, Thúy Kiều đã bị xét đánh chưa? Rồi, ở trong cái hội nào, lễ nào? Có đâu lễ hội Xuân Mô mà Xuân. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo hộ mộ, hội là đạp đạp thanh. Bỗng nhiên ba chị em Thúy Kiều, Thúy Kiều, Thúy Văn và Vương Quang, ba chị em đi tung tăng thế này. Bỗng nhiên một lúc nọ gặp ngay ai? Ngay Kim Trọng. Ngay Kim Trọng, trời ơi! Và các em biết rằng Kim Trọng là bạn học của Vương Quang, là em của Thúy Kiều. Từ đó suy ra hai vấn đề. Thứ nhất, một là Kim Trọng nhỏ tuổi hơn Thúy Kiều. Thứ hai, Kim Trọng học yêu thầy, nhớ lớp, cho nên học miết mà không lên lớp. Đó là sư nói đó. Ừ. Rồi, Thúy Kiều gặp Kim Trọng. Đêm hôm đó về, Thúy Văn thì ngủ ngáy khò khò, Vương Quang thì ngủ thẳng cẳng. Nè, ai thức? Nàng Kiều còn thức, phải không? Lúc bấy giờ, cái thời đại đó chưa có iPhone, chứ có iPhone, cụ Nguyễn Du sẽ cho nàng Kiều một cái iPhone X như sư. Kịp không nè? Và nàng Kiều đã làm gì? Các em đọc học truyện Kiều rồi, nàng Kiều làm gì? Hả? Đây, 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 đây. Lúc bấy giờ không có cái iPhone để mà ngắm. Nè, cách đây mấy năm, có một lần nọ sư đi lên Đà Lạt sư giảng á, mà đi đêm mà. Thì các em biết là sư thì không bao giờ nhiều chuyện, bởi vì chuyện nó diễn ra trước mắt sư, cho nên sư thái thôi. Bởi vì có mắt để làm gì? Có mắt để nhìn. Rồi còn lưu vô cái bộ nhớ cái computer này hay không, đó là chuyện của mình đó nè. Và sư đã lưu. Đây. Có một cái cô, một người bạn gái trẻ lắm, do giường nằm mà, nằm vì sư nằm chỗ này thì bạn nằm xéo xéo thế này thế nè, mà nằm xéo mà sư nằm sau thì làm cái gì là sư không thấy. Có mắt để nhìn mà sư đeo bốn mắt lận mà thế nè, sư nhìn rõ lắm. Trời ơi, xe đang chạy lên tới đèo Bảo Lộc, lúc bấy giờ các em biết là khoảng 11-12 giờ đêm á. Bạn ấy vừa mở cái điện thoại ra, mở điện thoại ra thì trúng ngay cái avatar là cái hình của anh ấy, anh người yêu của bạn ấy. Trời ơi, cái hình ảnh các em biết là nó mùi mẫn ghê lắm. Nè, mở cái hình ra, bắt đầu bạn ấy vô cái mục mà hình ảnh, nó lấy cái hình ảnh nó ra phóng to ra, mà phóng ở đâu? Phóng ngay cho cái bờ môi anh ấy, để cái ngón tay thế này, bạn ấy rờ rờ này. Trời ơi, nó hạnh phúc, nó mùi mẫn phải không nè? Điều đó suy nghĩ là gì? Đó là những người đang thương nhau. Thúy Kiều không như thế, bởi vì thời Thúy Kiều chưa có ai, chưa iPhone, chưa có Galaxy Note 8 đâu nè. Nguyễn Du cho Thúy Kiều làm như sau. Làm như này à? Là vuốt xong cửa ngắm chị Hằng, phải không nè? Có nhớ đoạn đó không? Nó vuốt xong cửa nói gì? Một mình lặng ngắm bóng Nga, rộn ra đường cùng với nỗi xa bời bời. Người mà đến thế thì thôi,
đời phù hoa cũng là đời bỏ đi. Người đau gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có khùng nhiều hay không. Khùng chưa? À, khùng rồi. À, Nguyễn Du nói là trăm năm biết có duyên gì hay hay không. Nhưng theo quý sư nghĩ rằng lúc bây giờ mọi người ngủ, Thúy Kiều đã gì? Còn vuốt xong cửa ngắm chị Hằng lúc bây giờ đã gì? Khùng rồi. Kiếm nè. Khùng rồi. Rồi. Cái bữa đó, cả gia đình Thúy Kiều đi qua nhà ngoại, nhà nội gì đó, đi ăn đám giỗ đám mai chưa không biết. À, nhưng mà có buổi lễ đi hay. Thì cha mẹ Thúy Kiều đi, Thúy Văn đi, Vương Quang đi. Mẹ nói, Thúy Kiều, à, sao con chưa chuẩn bị đồ đi? Nàng ta nói gì? Con ốm. Con ốm. Tức là con bệnh nhá mà. Mẹ nói con bệnh gì? Con đau bụng. Mà con gái đau bụng là biết vấn đề gì chưa? Không biết. À, chắc mẹ biết. Ừ. Mẹ nói đau bụng hả? À, tôi đau bụng ở nhà đi con. Ở nhà. Mà thật sự nàng có đau bụng không? Không. Nàng đau bụng. Bắt đầu cha mẹ đi hết rồi, nàng ta làm gì? Đài. Nàng ta thừa hiểu một điều rằng Kim chàng Kim thuê một cái nhà bên cạnh vách tường của gì? Của nhà nàng đang ở bên đó, cũng nói dối với cha mẹ là đến đó ở học cho tiện. Thế nào? Lúc bấy giờ đi hết rồi, nàng ta bắt đầu gì? Vượt hàng rào, chui lỗ chó mà qua gặp Kim Trọng. Có phải không? À, chui lỗ chó mà qua gặp Kim Trọng. Rồi, qua rồi, hai bên ngồi đối diện nhau, cùng đánh đàn cho nhau nghe, cùng hát cho nhau nghe, cùng làm thơ cho nhau nghe. Lúc bấy giờ, nói theo cách nói của văn học, mỗi con người sinh ra tạo hóa đã gắn vào trong con người ta một con virus. Đến một độ tuổi nào đó tự nhiên con virus nó bắt đầu gì? Nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích. Kịp không nè. Cho nên lúc bấy giờ hai người đang nói chuyện như vậy, con virus trong người Kim Trọng nói gì? Nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích. Kim Trọng đang ngồi dạy Kim Trọng. Thí dụ hai người đang ngồi đối diện này, Kim Trọng xích qua, xích qua. Không xích chỗ này do Thái. Ừ. Xích qua, xích qua. Thế là khi mà Thúy Kiều đang ngồi đây mà xích tới đây rồi, nàng Kiều nói gì? Anh làm gì kỳ dọ? Đang ngồi nói chuyện bình thường mà tại sao xích qua dọ? Ô chú cha trời đất ơi. Kim Trọng nói gì? Nào phải đâu anh muốn xích, mà do gì quả đất nó ngừng qua cho nên anh phải xích qua. Ghê chưa nè. Nàng ta nói gì? Làm gì kỳ cục dọ? Lúc bây giờ nghe con gái phải nghe nè. Con gái nghe nè. Lúc bấy giờ nói theo cách nói của quyền của Nguyễn Du là gì? Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Kim Trọng chọt tay Thúy Kiều và theo phản xạ tự nhiên có điều kiện là gì? Nàng Kiều rút tay lại. Các em nghe, con gái phải nghe. Đây con gái thôi nè, hãy thông minh như nàng Kiều. Kịp không nào? Chọt tay lại, rút tay. Lúc bây giờ Thúy Kiều nói thế này, trịnh trọng lắm. Dạ thưa chàng, em biết rằng em đã lén cha lén mẹ chui lỗ chó qua đây gặp chàng. Và các em biết là Thúy Kiều là người đầu tiên trong văn học Việt Nam mà cột đi tìm trâu. Có nghĩa là đi tìm dai đó. Hiểu nè. Em đã lén cha lén mẹ, lừa dối cha mẹ qua đây gặp chàng, nhưng xin chàng hãy tôn trọng em. Thế nào? Chuyện thương chàng, em chấp nhận là em thương chàng. Nhưng còn cái chuyện ái ái á, chuyện ái biết không? À, chuyện ái ái á, xin chàng hãy giữ gìn cho em. Thưa với các em, trong hoàn cảnh này, nếu như các em là con trai mà nghe người bạn gái mình nói câu đó thì các em làm gì? Làm gì? Cục hứng không nè. À, hết cảm xúc nè. Lúc bấy giờ
nếu như mình là con trai, mình quỳ dạ xin con quỳ xuống còn lại má. Phải không? Lời nói đó cho thấy là gì? Mình cao thủ hơn gì? Hơn con trai. Kịp không nè? Cho nên con gái nghe nè, con trai nó khùng lắm. Nó khùng lắm. Không, sư không có nói xấu con trai đâu, mà không ai hiểu con trai bằng con trai hiểu con trai cả. Nè, nó khùng lắm. Trời ơi, nó nói ngọt như mía lùi. Cái biết mía lùi không? Trời, nó nói ngọt lắm. Khi mà nó thương các em nha, bảo đảm các em biểu, các em bảo nó nha. Bây giờ nè, anh Phan Linh Nghĩa Trang kia, anh ăn cắp cái nải chuối thì nó về cho tôi. Đi không? Nó sẽ đi liền cho coi. Mà dẫu biết bình thường rất sợ ma. Kiếm nè. Tức là khi mà nó chưa được á, nó chưa chiếm được á, thì thương với các em, nó tìm mọi cách các em hành hạ nó, chửi mắng nó, đập đánh nó đều im lặng. Nhưng nhớ rằng khi mà nó đã ông đã hút được mặt rồi thì nó sẽ trả ngược lại đó. Chứ chuyện đơn giản đâu. Nè, cho nên con gái đừng bao giờ nghe những gì con trai nói. Nhớ kiếm nè, đặc biệt là tuổi các em chưa phải là tuổi chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, đó là chưa được 18 tuổi. Nên phải cẩn trọng hết sức. Bây giờ đơn giản thế này, nó sẽ đưa các em vào bãi thế này. Nó nhìn bốn mắt, nó nhìn thẳng thế nào. Hai mắt nó nhìn thẳng vào hai mắt các em. Nếu như đây mất kiếp nữa, hai người mất kiếp là 8 mắt. Trinh trọng lắm. Em khó thật nha. Em yêu anh thật lòng không? Lúc bây giờ nói gì? Hỏi gì kỳ dọ? Thật đó sao không thật? Nè, e thẹn mà thật đó sao không thật? Hỏi gì kỳ vậy? Như vậy con đã bị nó rào mấy cửa rồi con? Một cửa. Bây hỏi thật lại nè, thương nhiều hay không thương nhiều? Nói gì? Biết rồi mà còn hỏi nhiều nhóc cho nhiều. Mấy cửa rồi con? Hai cửa. Bây giờ hỏi lại nè, nhiều lắm lắm hay không lắm lắm? Lúc bây giờ nói gì? Nhấm 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 vuông. Mấy cửa rồi con? Ba cửa. Chết ngàn con. Cái giai đoạn chết nè, lái gì chứng minh? Chết chưa con? Chết rồi. Lái gì chứng minh là chết rồi nghe con? Dạ kịp không nè? Con gái có gì chứng minh nè? Kịp không nè? Chỉ có một cái duy nhất chứng minh thôi. Đó là gì? Trao thân gửi Phật hết. Nhưng mà xin thưa, con gái mà như vậy là tự mình giết chết cuộc đời của mình. Kịp không con? Nè, cho nên trong hoàn cảnh này, con gái phải thông minh như Thúy Kiều. Đó là tuổi trẻ. Các em phải bảo vệ các em. Bởi vì trong chuyện tình yêu, trong chuyện tình cảm, người lỗ lã nhất, người mang nhiều khổ đau nhất, mang nhiều tâm trạng nhất, đó chính là người con gái. Phải. Nếu như để cái chuyện ái ái nó xảy ra, nè, chuyện ái ái nó xảy ra, người khổ đau nhất vẫn là gì? Vẫn là con gái. Gớm con trai khổ. Trai mà khổ. Xin lỗi đó, một lúc nó còn yêu được hai ba đứa mà khổ. Kiếm nè. Cho nên vì vậy, một lần nọ, kể câu chuyện cuối cùng kết thúc. Một lần nọ, sư ra sư giảng cái khóa tu, gọi là cái khóa đó gọi là cầu siêu cho thai nhi ở ngoài Bắc Ninh đó. Sư giảng xong rồi, thế là có một cái người bạn trẻ trẻ lắm đến gặp sư. Chuyên ban tổ chức cho gặp sư, thì sư mời vào phòng khách gặp sư. Bạn ấy nói thế này: dạ thưa sư, hôm nay ngồi nghe sư nói về chuyện thai nhi, quả báo của bỏ thai nhi, con buồn lắm. Bởi vì
Trong số những em bé mà cầu siêu hôm nay, trong đó có con của con. Sư nói hả? Sư nói hả? Bởi vì cái mặt nó non chẹt mà. Sư hỏi năm nay, xin lỗi năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? Các em biết bao nhiêu không? Dạ thưa sư, 16 tuổi rưỡi. Sư nói hả? Lần thứ hai, nhưng thưa sư, không phải một đứa mà là hai đứa. Sư nói hả? Hả toàn tập á. Bạn nói tới đó bạn ấy ngồi khóc, gọi là khóc như mưa. Lúc bây giờ sư cũng ngại hết sức, bởi vì một cô gái ngồi trong phòng khách khóc với ông thầy chùa, người ta nhìn qua chẳng biết khóc chuyện gì, hay là sư ăn hiếp cô đó không biết. Khóc như mưa. Sư cũng lặng lẽ cho bạn ấy khóc. Khóc xong hết rồi, sư nói thế này: sao mà khờ dại vậy con? Bạn nói thế này: dạ thưa sư, con sinh trong gia đình mà cha mẹ của con làm quan to, chức to lắm, giàu có. Nhưng mà cha mẹ của con khi con lên 10 tuổi, cha mẹ của con không còn thương nhau nữa. Cha con thì có người đàn bà khác, mẹ con thì có người đàn ông khác. Nhưng vì cái cuộc sống, vì công việc, họ không thể chia tay nhau chính thức. Các em kiểu nè, tức là trên phương diện giấy tờ họ vẫn là vợ chồng, nhưng mà trong cuộc sống họ đã chia tay nhau từ lâu. Con không ai chăm sóc và con trở thành người thừa thải trong gia đình. Lúc bấy giờ con buồn lắm sư ạ. Con mới lên Facebook. Lên Facebook con gặp anh ấy. Anh ấy rất là ga lăng. Anh ấy rất là giàu có. Anh ấy rất là tâm lý. Và anh ấy rất là very handsome. Các em hiểu nào? Rất là đẹp trai. Rất là đẹp trai. Nói chuyện với nhau 3-4 tháng. Sư ạ, con đã siêu lòng. Và con đã nhận lời yêu anh ấy. Năm đó con 14 tuổi. 14 tuổi. Rồi chúng con quen nhau được một thời gian vài tháng. Một lần nọ, cái lần sinh nhật từ 14 lên 15 của con, anh ấy mời con đi ăn sinh nhật do anh ấy tổ chức. Đó là một lần sinh nhật. Thưa sư, 5 năm trời chẳng ai tổ chức sinh nhật cho con. Anh ấy tổ chức sinh nhật cho con. Và trong lần sinh nhật đó, chúng con đã uống rượu. Mà không biết là ngày cái thời của sư á, cũng đi ăn sinh nhật một vài lần, nhưng mà không uống rượu. Chỉ có là gì? Uống nước ngọt. Hay, bây giờ có uống rượu mới là có không biết hả? Uống rượu. Con thì không uống được rượu. Anh ấy nói thế này: cứ yên tâm đi, cuộc đời này có anh mà. Có xỉn là anh đưa về. Và trong lần sinh nhật ấy, con đã xỉn từ lúc nào con không biết. Anh ấy đưa con về, sáng hôm sau mở mắt lên nhìn lên trần nhà, không phải là trần nhà quen thuộc của con, mà đó chính là hotel. Tức là anh ấy đã đưa con vào đấy. Chuyện gì đấy, nó đã đấy. Và từ đó, mỗi lần gặp nhau, anh ấy lại cứ tiếp tục như vậy, mà sư không biết như vậy là cái gì. Tiếp tục như vậy. Và một thời gian sau, con phát hiện rằng con đã có baby. Biết baby không? Thế rồi con đến con gặp anh ấy, con khóc bù lu. Anh ấy hỏi rồi: tại sao em khóc? Con nói rằng em đã có baby rồi. Thì khi mà nghe con nói rằng con có baby, anh ấy nói hả? Một tiếng hả lạnh lùng. Anh và sau đó anh ấy trấn an con rằng: thôi được rồi, bây giờ em đi về đi. Anh sẽ về thưa với cha mẹ anh, cưới hỏi em đàng hoàng. Và thưa sư, anh ấy đã ra về. Về tới nhà con điện thoại, điện liên tục, vẫn nghe câu trả lời quen thuộc của cô tổng đài viên: xin lỗi, thuê bao với khách vừa gọi không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tích tích toàn hết. Liên tục như thế. Anh ấy off phone, off file, off Zalo và off mọi thứ.
à, tắt hết mọi thứ. Con đợi một ngày, hai ngày và đến một tuần, con vẫn không liên lạc được với anh ấy. Cho nên con đích thân đến nhà gặp anh ấy. Và khi con đến nhà thì anh ấy không ra tiếp con, mà người tiếp con lại mẹ của anh ấy. Bà ta là người phụ nữ, con tưởng rằng bà ta sẽ thông cảm cho con, nào ngờ bà ta tạt vào mặt con liên tục những gáo nước lạnh. Mày là đứa con gái hư thân mắt nách, mày mới có 15 tuổi, mày đã dụ dỗ con tao. Đối với sự hư hỏng như mày, chắc nào đứa bé trong bụng đã là đứa cháu nội của tao. Mày phải đi khỏi nhà tao, đừng đến đây mà làm ô danh danh giá nhà tao. Cút! Và bà ta đuổi con đi giống như đuổi một con chó ghẻ ra khỏi cuộc đời của bà. Và trong nỗi lo sợ, buồn phiền, lo lắng như vậy, con đã đi đến một quyết định, đó là con bỏ baby, tức là con bỏ thai nhi. Sau khi con bỏ thai nhi một thời gian 4-5 tháng, anh ấy chủ động liên lạc với con. Anh ấy lại xin lỗi con, lại khóc lóc, là ỷ ôi và thưa sư, con đã siêu lòng lần nữa. Siêu lòng lần. Và chuyện gì đến thì nó cứ tiếp tục. Và con đã bỏ đứa con thứ hai cách đây 3 tháng xưa. 3 tháng. Bây giờ là 16 tuổi rưỡi. Và thưa với các em rằng, khi nghe như vậy, sư thật sự là choáng váng cho lớp trẻ của hiện tại. Và hiện tại vừa rồi năm 2017, theo sự thống kê của bệnh viện, của tất cả các bệnh viện mà do Bộ Y tế thống kê đó, bệnh viện chính thức đó, thì ở Việt Nam đã có hơn 300.000 ca nạo phá thai. Hơn 300.000 ca nạo phá thai. Như vậy đó là con số chính thức. Còn cái con số chui á, con số của các cái dịch vụ tư nhân chui thì không biết bao nhiêu mà kể. Thì như vậy các em mới nghĩ đi, trong một năm mà ở Việt Nam đã giết đi gì? Hơn 300.000 mạng sống. Mà đó là ai? Đó là con của mình. Nếu như các em mà xài cái hệ thống internet, thử một lần gõ vào Pháp Sư Google, hỏi Pháp Sư Google ấy, thế nào, cách nạo phá thai. Các em mới thấy được cái hình ảnh người ta nạo phá thai ghê gớm. Kiểm nào, ghê gớm. Người ta chích một mũi thuốc cho cái tử cung người mẹ nở ra, và bắt đầu họ đưa gì? Họ đưa một cái mà giống như là cái cùm vậy đó, đãi vào bên trong, và cái gì? Họ rút ra. Nhiều khi đưa trúng cái đầu thì rút ra luôn, còn nhiều khi trúng cái tay, kéo ra đứt cái tay, kéo ra đứt cái chân. Và rất nhiều thai nhi khi kéo ra khỏi lòng mẹ thì không còn nguyên vẹn. Các em thấy ghê gớm như vậy. Cho nên bây giờ các em cứ nghĩ rằng, đừng để bao giờ mình phải rơi vào tình cảnh đó. Kịp không nào? Cho nên khi thật sự thương nhau thì con trai phải bảo vệ con gái, và con gái cần phải bảo vệ chính mình. Đúng không? Cần phải bảo vệ chính mình. Thì như vậy các em mới có được một cái tương lai. Còn nếu không, tuổi trẻ các em mà vùi đầu vào chuyện yêu đương để rồi đánh chết cuộc đời của mình, đó là một sự gọi là đánh mất cái tuổi trẻ. Còn đối với con trai cũng vậy. Bây giờ nhiều bạn nam nghỉ hè không làm gì, chui vào quán game, chơi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Như vậy đó là gì? Giết chết cuộc đời của mình, phải không nào? Cho nên tóm lại, hôm nay ban tổ chức cho sư về đây được gặp các em, cũng như chia sẻ Phật pháp với các em, à, bởi vì sư đi xa cho nên nha, là xin lỗi các em là sư phải nói nhiều thế nào, bởi vì một khóa tu sư gặp có một lần à, nên sư tranh thủ sư nói. Cho nên nếu như có gì đau chân thì các em cũng hoan hỷ cho hỷ. Và đề tài của sư đó là gì? Đạo Phật và tuổi trẻ. À, thực sự ra cái đề tài đó nó chưa nói, mới nói sơ sơ. Chứ còn nếu mà nói là đạo Phật có giá trị gì với tuổi trẻ, đó là một mảng vấn đề khác nữa nè. Tuổi trẻ phải có trách nhiệm gì với đạo Phật, đó là mảng thứ hai.
rất nhiều mảng vấn đề được trình bày ở trong cái đề đó. Cái nghiệm nè, và nhắc lại nè, đạo là gì? Đạo là gì? Có mấy nghĩa? Ba, thứ nhất là con đường, thứ hai là bổn phận, thứ ba là chân lý tuyệt đối. Phật là gì? Phật là người giác, giác ngộ. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Chân lý tuyệt đối do người giác ngộ đưa ra. Kịp không nè? Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là người mà gì? Ở cái độ tuổi tinh thần sung mãn nhất, sức khỏe sung mãn nhất, đó là tuổi tuổi trẻ. Cho nên vì vậy các em phải trân trọng tuổi trẻ này, trân trọng giây phút này. Để chi? Để mình dùng sức trẻ này, dùng tinh thần trẻ này, mình hấp thu những tinh hoa, những cái kiến thức, những cái tốt đẹp của đạo Phật, để nuôi dưỡng cái mầm sống tinh thần cho bản thân mình hiện tại cũng như tương lai. Chúc các em luôn bình an và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.